thứ năm là giới không được dùng chất kích thích gây nghiện. Vậy mỗi sáng con thường dùng cà phê để tỉnh táo làm việc thì có phạm giới không? Xin thưa với quý vị đó, cái rượu ở đây đó có nghĩa là những chất làm cho tâm của mình mất đi sự tỉnh táo, và nó là nhân sanh ra sự dễ vui. Cái sự dễ vui này có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái cần phải chú ý mình lại không chú ý, mà cái không cần chú ý mình lại đi chú ý. Ví dụ như khi mà mình uống rượu, mình say xỉn, thì lẽ đó thì đâu có ai mà say rồi thì lại nhớ đến cái chuyện là bố thí, là giữ giới, là hành thiền, cung kính, phục vụ, đâu không có. Cho nên là những cái cần chú ý lại không chú ý, mà những cái không cần chú ý lại cần lại đi chú ý, có nghĩa là sao? Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Cho nên cái rượu đó là nhân sanh ra sự dễ vui. Và đầu tiên là nó là cái chất làm cho tâm trí mình mất đi sự tỉnh táo, nhớ dùm sự cái đó. Ngoài ra thì bất cứ cái gì mà nghiện thì đều không tốt, trừ thiện pháp. Sư lấy ví dụ như mình nghiện ăn uống mà mình nghiện cũng không tốt, chứ đừng nói chỉ uống rượu nha. Rồi cho đến cái chuyện là có nhiều người họ có cái thú vui, bất kỳ thú vui nào mà quý vị nghiện thì nó đều không tốt đó. Mua sắm này mà nghiện đó là tự nhiên là thấy không tốt rồi đó. Rồi cho đến cái chuyện là nam nữ mà nghiện cũng đâu có tốt đó. Tất cả mọi thứ chỉ trừ có cái thiện pháp nghiện là tốt. nó nghiện thì nói cho vui thôi, chứ còn nó như vậy nè, là khi mình làm thiện, ví dụ như khi mình bố thí, nó hạnh phúc. Rõ ràng quý vị bố thí tự nhiên quý vị có hạnh phúc, và cái hạnh phúc đó nó thôi thúc là lần sau mình bố thí nữa. Rồi khi mình đi đến đảnh lễ một cái bậc có đức, thì tự nhiên là mình cũng an lạc, mình vui, mình hạnh phúc. Và cái sự an lạc, vui, hạnh phúc đó thôi thúc là lần sau mình lại tiếp tục mình đảnh lễ nữa. Thì cái sự thôi thúc đó, sự tạm gọi là nghiện, nói theo cái ngôn ngữ thế gian thôi. Hoặc như cái chuyện là mình nghe pháp, mình hành pháp, thì bản thân nó cũng đem lại sự an lạc cho mình. Thì nó sẽ dẫn đến cái chuyện là mình có sự thôi thúc để mà tiếp tục nghe pháp, học pháp, hành pháp. Đấy, không tin quý vị hành thiền đi, hành thiền một thời gian tự nhiên mình không thiền á, cái mình sống trong cái tâm trạng là thiếu niệm, thiếu định, thiếu tuệ, là tự nhiên mình nhớ thiền đó. Và không biết là cái vấn đề này thì sư Tuệ Tường có chia sẻ gì hay không? Dạ thưa quý vị, dạ thưa quý Đức, cái phần trả lời của Đức Hạnh Tuệ sư nói chung là sư tâm đắc nhất là cái vấn đề mà Đức chia sẻ, cái vấn đề gọi là cái nghiện. Ở đây đầu tiên phải xác định hai cái vế này để tránh cái sự mà gọi là hiểu nhầm hay là đánh đồng, không? Rồi thậm chí đánh cháo khái niệm đó. Bởi vì cái giới thứ năm là gì? Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự uống rượu và các chất sai. Thì đầu tiên khi mà nói về giới thì chúng ta phải kể trong cái phạm vi thôi. Phạm vi là uống rượu và các chất sai. Thì có một lần sư có tham khảo ý kiến của vị trưởng lão rất là giỏi về pháp học, thì sư mới hỏi là vậy cái vế sau á ngài, là các chất say là trong chú giải có đề cập như thế nào, thì ngài nói là trong chú giải thì chỉ có đề cập cái chất say ở đây là những cái thiên về thức uống thôi, đúng không? Thì ở đây mình nếu mà mình hiểu trong khía cạnh gọi là cái giới thứ năm đó nha, thì mình cũng có thể hiểu là đôi khi bây giờ có những cái loại ma túy, những cái loại ma túy mà nó dạng lỏng rồi đó, nó tương tự như vậy, dạng lỏng hay dạng sệt sệt rồi đó, cái kiểu như vậy đó, dạng lỏng hay dạng sệt đó, nói vậy quý vị tự hiểu, thì nó cũng liệt vào là phạm giới thứ năm. Đó là phạm giới nha, phạm giới thứ năm nghe quý vị. Còn ở đây vị này họ hỏi là khía cạnh mà gọi là cà phê, cái cà phê đó, có gọi là phạm giới không? Thì sư có nghiên cứu
về những cái tiêu chuẩn mà gọi là cà phê á, gọi là nó đúng á, gọi là cái chất mà làm về cái thẩm định của cái hiệp hội y học của Hoa Kỳ hay là chuẩn tiêu chuẩn y học của châu Âu á, thì nếu mà có liệt cà phê vô cái dạng mà gọi là như nó gây nghiện, gây kích thích mà nó gây tác hại đó, nó nói rõ đây là nó gây tác hại cho chính bản thân người đó và nó gây tác hại cho cộng đồng, thì không có tính vô cà phê được, không có liệt vô thứ vậy. Cho nên ở đây á, là nói uống cà phê á, có tỉnh để tỉnh táo á, thì có phạm giới không, phạm giới thứ năm hay không thì là không phạm giới. Nhưng mà quý vị phải hiểu rõ Đức Hạnh Tuệ á, nhấn mạnh cái chữ mình gọi là nghiện á, đúng không? Khi mình nói mình nghiện, Đức Hạnh Tuệ phân tích rất siêu, rất là đồng ý, có nghĩa là mặc dù nó không có liệt vào cái chất mà gọi là cái chất mà xã hội mà đáng chê trách, bởi vì nó ảnh hưởng đến chính bản thân người đó, khiến người đó bạc nhược, khiến người đó mất đi cái hành vi kiểm soát về tâm lý lẫn thể chất, và gây tác hại cho xã hội, đúng không? Nhưng mà mình cũng không vì thế mà mình nói à tôi cứ uống thoải mái, tại vì Đức Hạnh Tuệ có nói rõ vậy đó, ngay cả việc nghiện mua sắm nè, nghiện ăn uống nè, nó cũng không có thể hiện cái sự chi túc, cái sự biết đủ của mình nè, đúng không? Nó cũng là chướng ngại cho cái việc tu tập của mình và nó kéo dài sinh tử luân hồi với mình, và nó làm cho mình khổ đau ngay trong hiện tại luôn. Nếu một cái nghiện, một cái những cái phân tích để thành tuệ phân tích những cái người mà nghiện đó, đúng không? Nếu mà nghiện nghiện những cái mà đôi khi mình nghĩ ở nghiện mua sắm hay là nó nghiện mua sắm hay là nghiện game đó, hay là nghiện ăn uống đó, mình nghĩ đó là bình thường. Nhưng mà nếu mà đã gọi là nghiện đó, thì nó cũng là những cái chướng ngại ngay trong đời sống, nếu mà mình là người cư sĩ đó, mình cũng nên tránh. Để bị ở đây sư chỉ phân tích thêm hai khía cạnh cho quý vị rõ là thế nào là cà phê có phạm, nói về phạm giới năm không là không có phạm, đúng không? Nhưng mà mình cũng không vì thế mà mình nói là à, cho nên không phạm giới nên thôi uống thoải mái thả ga, đúng không? Rồi cà phê là cứ nghĩa là không cà phê là không chịu được, mình bứt rứt, mình khó chịu, đúng không? Thì cái đó là mình không nên, đúng không? Phải hiểu rõ như vậy, hiểu rõ cái việc gì gọi là giới, cái gì gọi là điều học, và cái gì gọi là chi túc, gọi là sự biết đủ, đúng không? Để cái nội tâm mình á, mình sống trong hoàn cảnh nào mình cũng uyển chuyển được, mình tùy cơ ứng biến được, đúng không? Không có một cái gì, có nghĩa là không có một cái gì mà thể ràng buộc mình. Ví dụ mà vị ngon, hương thơm, cái cảnh nhìn khả ái đó, rồi cái xúc chạm dễ chịu, đúng không? Mình đều không dính mắc vô những cái đó, nó ràng buộc mình. Và cũng xin kết thúc cái phần trả lời ở đây. Dạ vâng. Chúng ta qua cái câu hỏi tiếp theo.